Cái có cái bạc cái nông. Các bác thấy cảnh quan Hà Nội có đẹp không ạ? Đây là cảnh quan của thành phố Hà Nội. Đây là khu vườn đào Nhật Tân các bác ạ. Vườn đào Nhật Tân, Tây Hồ Hà Nội. Thủ đô miền đất hứa của Việt Nam. Hôm nay thì anh em chúng em đang tiến hành thi công cái mái tôn, vừa là chống nóng, mái tôn chống nóng trần cho căn biệt thự ở vườn đào Nhật Tân các bác ạ. Các bác thấy có ok không? Rất là đẹp, rất là đơn giản và đẹp. Bây giờ thì vào mùa hè, đây là hướng Tây, rất là nóng. Căn biệt thự này ở trên tầng trên rất là nóng. Hôm nay mái tôn Aqua đang tiến hành thi công cái mái tôn cho bác chủ nhà, để mục đích là để chống nóng cái tầng này, cái tầng dưới ở tầng này, làm mái tôn chống nóng các bác ạ. Đây, anh em thợ của mái tôn Aqua đang tiến hành thi công. Đây là một cái mẫu mái tôn cũng rất là đẹp các bác nhé. Làm như thế này thì gọi là cực kỳ là mát luôn ạ. Các bác nhìn ở phía xa xa, cái vòng cầu đấy là công viên nước Hồ Tây đấy. Ở sau cái tòa nhà Lotte đang xây này là cây cầu Nhật Tân, rất là tuyệt vời, của Hà Nội và của Việt Nam. Em xin giới thiệu một chút đôi nét về cái mái tôn Aqua. Mái tôn Aqua là một cái đội chuyên, một cái tổ đội chuyên thi công về lĩnh vực mái tôn chống nóng tại Hà Nội các bác ạ. Các bạn ấy thì làm việc rất là ok rồi. Các bạn nhìn, các bác nhìn sản phẩm đây là các bác biết là tay nghề các bạn như thế nào. Nếu mà các bác mà có nhu cầu để làm cái mái tôn như thế này thì liên hệ với lại chúng em. Số điện thoại chúng em là 0965 190339 các bác nhé. Chúc các bác có một mùa hè thật là ấm cúng, vui vẻ bên người thân và gia đình các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.